Chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều khiển led mang chọn chỉ sử dụng một con 74HC595. Ở đây thì chỉ sử dụng đúng một con thôi. Những thứ bạn cần chuẩn bị là con 74HC595. Ở đây đó, bạn chỉ cần cỏ thế này vào, và còn led mang thì bạn cứ ghi thế này. Đây, bạn chọn đỏ, xanh, kem, xanh, nhiệt trời, và tiếp tục là con Arduino. Để bạn có thể làm tải về con Arduino được á, thì bạn vô cái cây cho mình. Bạn vô Google Chrome, vô phần Rotate thế này nè, Arduino Rotate Down, vô cái phần này nè. Sau khi hiển thị xong cái phần này á, thì nó có các bạn tải đây, bạn tải về. Sau khi bạn tải về, bạn dạy né, nó sẽ cho bạn hai cái file thế này nè, hai file này. Rồi ok, tiếp tục bạn vô Odyssey cho mình, nơi lưu trữ dữ liệu á. Ở đây bạn cho view, bạn chọn hidden item, đây vô cái đây này, cái file đây, file ẩn này, vào đó bạn vô phần này. Đó, cái bằng thư viện đây. Và bạn ép vô, copy, paste vô là được. Đây là phần của mình đây. Đây, Arduino này. Hay đây là cái phần của mình này. Mình đã ép vô rồi này. Và ép vô thì sẽ có một cái file như thế này. Cái này. Đó, bạn chỉ cần lấy vào ok luôn. Ok, tiếp đến là phần xác định chân led, các bạn làm theo mình. Đây, bạn xóa cái này đi, bạn thêm này cho mình. Và bạn làm những cái này theo mình. Ok, từ đây mình rút ra được, vì viên cái dàn này á, ở trên này á là đại diện cho cực dương. Phần cực dương nè, đây là phần âm nè. Ok, phần âm đây là phần hàm, nó sẽ chạy thế này, hàm nè. Còn ở trên đây là đại diện cột hàm, nó chạy từ đây nè xuống đây, từ đây xuống đây, là từ vị trí led này đến đây á, là từ đây xuống đây. Các bạn nhớ rõ cho mình. Ok, tiếp theo xác định hướng của cái cột, chiều hướng của nó. Thế này thôi. Và cột đây tương ứng với đây. Cột thứ hai tương ứng với cột thứ hai. Thế này. Để xác định để mà bạn có thể lập trình được. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách có sử dụng con 74HC595 này. Điều đầu tiên bạn cần xác định được cái chân, các chân của nó. Đây là cái chân, đây là sơ đồ của nó này, sơ đồ chân của nó này. Ở trên hình nó khác nhau, nó khác ở chỗ là đây, VCC dưới GND này. Mà trên con rotor thì nó không có thôi. Nhưng hoặc E dưới MR thì nó có. Thì bạn không cần quan tâm với cái này. Mà đây chủ yếu là bạn quan tâm là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng luôn. Bạn cần lưu ý cho mình ba chân này, chân SH sẹt server DX và chân XT sẹt server thế này. Chân mình sẽ bắt đầu với chân DX trước. DX là chân tín hiệu, nó gồm mức 0 và mức 1, nó sẽ gửi mức 0 hoặc mức 1. Ok, bạn chỉ cần biết như đó. Còn SH server này này, đó là chân xác nhận lại việc gửi mức 0, mức 1 dựa trên cái chân của con DX này, chân DX này. Ok, và nó cũng chỉ là 0 với 1 thôi. Và cuối cùng là con STCB đây nè, là chân chốt dữ liệu luôn. Là sau khi mà đã nạp thế này nè, quy một dàn thế này, nó sẽ chốt ra về từ cái dàn này ra. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Ok, đỡ ra được cái số như thế này á, như trên hình đây này, thì mình sẽ làm như sau. 1
2 3 1. Ok, bạn thấy nhìn giấy thấy giống không? Không. 1 1 1. Không 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 không. Và chân quy 7 phẩy này nó sẽ lấy giá trị của quy 7 này. Thường thường nó sẽ xuất ra thêm cho một con 74HC5 595 nữa. Nhưng ở đây mình không nói tới cái này thôi. Mình chỉ áp dụng là mình chỉ ở phần này mình sẽ sử dụng một đúng một con thôi. Ok, để mình sẽ làm lại. Thường thường á, nếu mà ba số 0 này thì bạn có thể bỏ qua cũng được, bạn chỉ cần ba số 1 thôi. Mình sẽ làm lại nè, 1 0 một lần này. Xác nhận dữ liệu 1 lại xác nhận đã lưu là đã một lần rồi nè. Lần thứ hai nè. Lần thứ ba nè, là đã lưu được ba giá trị rồi. Giờ thiếu số 0 nữa nè. Xác nhận lên và chốt. Ok luôn. Và ví dụ như một kiểu dữ liệu khác đi. Như là 10 nữa. Thực chờ mình thích. Như thế này đi. Mình sẽ làm các bạn xem. Không thì mình khó cần làm cũng được. Giờ đến số 1 thôi, 1 nè. Xác nhận lơ luôn nè. Tiếp tục nè. Hai số 0 đúng không? Một lần nè, hai lần nè. Rồi. Cho ba số 1 đúng không? 1 nè, 2 nè, ba nè. Là một số 0 đúng không? 1 nè, giờ xuất nè. Đó. Giờ lại đúng luôn 0, 1 1 1 0 0 1 0. Đi chang luôn. Giờ cái quy 7 này mình sẽ làm tiếp nè. Mình sẽ đổi một số tiếp. Thế này đi. Rồi, tiếp tục. Rồi 1 nè, 1 nè, 2 nè. Giờ lưu để lưu hai cái nè. Chờ chút mấy mình hơi lát. Hai số 0 nè, 1, 2 nè. Giờ là ba số 1 nè. 1, 2, 3. Số 0 nè. 1 nè. Giờ xuất nè. Đây, đúng luôn. 0, 3 số 1, 2 số 0, 2 số 1. Và quy 7 này nó sẽ lấy quy 7 phải này, nên lấy giá trị của quy 7 này. À, bạn sẽ xác nhận được nè, xác nhận được cái việc làm nè. Sau khi bạn hoàn thành xong việc sử dụng con 74HC595 này thì bạn có thể dựa trên đó mà có thể lập trình được quét lết. Tiếp tới là bạn sẽ nối theo sơ đồ như thế này trên hình. Các bạn lưu ý là phải nối đúng chân nhé, tại vì phần code nó sẽ ảnh hưởng đến phần code. Nếu bạn kết nối sai chân thì code sẽ không thực hiện đúng theo yêu cầu của bạn được. Sau khi mà bạn kết nối sơ đồ dây như thế này thì đến là phần lượt đến phần code thì bạn khai báo chân. Ở đây mình sẽ làm như thế này. Mình khai báo bạn dựa trên con Arduino bạn cắm thế này. Và tự thai nè, cho đến số 13 nó đều được cắm dây hết, chỉ gọi chữ số 5 thôi. Nên mình vẫn khai báo nó luôn là đầu ở mức khai báo là chữ re A-boot. Đó, đây là code của mình khai báo. Và những cái này, những đại diện này nè, là đại diện cho con 74HC595 để mình nhớ cái chân nó luôn, chứ không cần ghi số 3, số 4, số 2 gì hết. Sau khi bạn khai báo chân xong thì bạn thực hiện code này cho mình. Ở đây thứ nhất mình làm cái code này là để kiểm tra, là để tìm hiểu được chức năng cái hàm ship out của nó thế này, và tìm hiểu được chức năng của con 74HC595 code được cho ra được như thế này. Đầu tiên mình chọn digital write ở chân số 6 này, là nút 1. Đây bạn nhìn vô chân hình digital 6 nút 1 nè, là cái chân thế này. Giờ mình sẽ làm cho sáng toàn bộ những cái led này. Ok, bạn bấm này, bạn cứ làm theo mình. Ở đây mình sẽ tìm hiểu sự chức năng của con này. Chủ yếu bạn quan tâm đến cái phần tử thứ ba này, phần tử này này,
làm quen được cái hàng này, cách sử dụng nó ra sao. Anh chờ một chút. Ok, xong rồi nè. Rồi bạn thấy như trên hình, khai báo số 6, chân số 6 là mức 1 nè. Còn vàng này là quyên này số 0 nè, đúng theo yêu cầu luôn. Bây giờ tiếp tục nè, mình sẽ thay đổi một số nè. Mình sẽ cho là số 1 đây đi. Hai số 1 đây. Rồi bạn xem kết quả thế nào. Ở đây bạn cứ làm là tìm hiểu được cái chức năng của cái hàm này để mà bạn tận dụng trong quá trình làm list ma trận, viết list hay bất cứ gì mà liên quan đến list á thì đừng tự đụng với cái này, hoặc là liên quan đến 74HC595 đều đụng cái này luôn. Và đây là kết quả. Ok, các bạn thấy rồi đó, tuần một vàng này nó sẽ in ra như thế này. Tiếp theo là mình sẽ đổi một cái hàng bạn coi trên này để tham khảo nhé. Đây mình sẽ thực hành luôn, mình cũng mình sẽ đổi là thành chữ L. Ok, từ đây mình ra thấy nhận xét rằng thì cái hàm này nó thực hiện vào bên tay trái, nó sẽ đọc bit từ bên tay trái đọc qua, còn đây thì nó sẽ đọc bit từ bên tay phải. Đây đã đọc qua, tôi phải đọc qua. Bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quyết clip. Các bạn nhìn vào code của mình đây, thế này thôi. Mình sẽ hướng dẫn cách quyết clip. Giờ mình bắt đầu nạp. Ok, bạn thấy nè, nó chạy từng bước một này. Rồi các bạn thấy là nó chạy từng cái từng lít này. Tiếp theo mình sẽ giảm độ tốc độ dần này, giờ thành là 100 ms này. Nó chạy nhanh hơn này. Thì bạn thấy hai bóng led chạy đang chạy song song nhau đúng không? Ok, giờ mình giảm tiếp nè, xuống là 10 nè. Ok, bạn thấy giờ nó chạy giống như là sáng sáng cùng một lúc luôn. Tiếp theo mình sẽ giảm tiếp còn 1 ms. Các bạn sẽ thấy thế này, các bạn sẽ chú ý cho mình mà mấy cái clip quảng cáo á nó có chạy chữ á, ví dụ vậy á, thì không phải là nó sáng cùng một lúc đâu nha, mà nó sáng sáng clip nó giống như nó quét từng điểm một, nó quét rất nhanh mà mắt người con người của mình nó không nhìn thấy được á.
nên bạn thấy là nó đang chạy một mạch luôn. Bây giờ đây, đây là mình sáng, mình quét từng lít một nha. Lít này sáng, lít đây, lít này sáng này, tắt rồi lên đèn sáng, tắt rồi lên đèn sáng, tắt này. Nhưng thực chất, không, đây là không phải là mình cho nó, mình không bật chỉ này lên sáng toàn bộ, mà là mình quét từng điểm do tốc độ ánh sáng á, cho tốc độ nó rất là nhanh, nên bạn thấy là nó hiện sáng cùng một lúc thôi, chứ nó quét từng điểm một á. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sáng một lít một cái chữ cái á. Ở đây mình chuẩn bị cho đây là mình sẽ chuẩn bị một cái chữ A. Ok thế này nè. Ok một chữ A. Để mà làm ra được một chữ A thế này á, thì bạn cần một cái dữ liệu. Một là bạn viết ra giấy dựa trên cái bảng LED. Mà chọn là bạn viết ra giấy và ghi các kể những dữ liệu ở trong này. Hai là bạn dùng phần mềm. Ở đây mình sẽ dùng phần mềm để chỉ bạn cho nó dễ. Còn bạn muốn hiểu sâu hơn nữa thì nên viết tay giấy. Ok, giờ đến lượt phần mềm đây. Bạn tải cho mình LeetMe.2.0 thế này. Vô phần đây, vô Google có LeetMe.2.0. Tải về. Mật khẩu là lấy cái này nha. Sau khi tải về xong thì bạn sẽ có giao diện như thế này. Bạn làm cái bước theo mình. Chọn đây. Như thế này thôi, 8x8. Tích bỏ vào đây, rồi tiếp tục bạn lập trình chữ A này. Sẽ tạo ra một chữ A. Ở đây bạn có thể tạo bất kỳ một cái hình dạng phong chữ nào cũng được đấy. Ok, nên như thế này, mình copy và dán vào như thế này. Ok, đã thành phong chữ. Giờ tiếp tục bạn muốn làm một chữ C đúng không? Bạn gõ lên đây cái ghi thế này thôi. Rồi mình sẽ tạo một chữ B. Bạn cũng như vậy. Xóa thế này. B đúng không? Mình sẽ làm chữ B theo ý của mình. À, chữ B đây. Ok phát. Có chữ B. Dán vào. Xong. Tiếp theo thì bạn làm một cái hàm, mình làm một cái hàm, các bạn cứ làm theo mình là được. Ở đây đại diện cái đây y bằng cộng 6 thế này, bạn chú ý cho mình cái này. Chờ chút để mình mở. Ok, y bằng 6 mình sẽ quét led nè, từ đây quét cái quét hàng một cột đúng không, nó sẽ sáng nè. Y 6 này nó sẽ quét từ đây 1, 2, 3, 4, nó sẽ quét từ đây đến đây. Các bạn lưu ý nha, quét từ đây nè, nó sẽ di chuyển từ đây đến đây đó. Mà y bằng 6 á, sao bằng là y bằng y cộng 6 đi thì là y bằng 0, 0 cộng 6 là 6, 6 là cái vị trí chân. Các bạn nhớ cho mình vị trí chân nha. Vị trí chân của con thằng này là 6 nè. Thì ra nó bằng 6. Khi mà y đến bằng 7 á, thì là y cộng 6 là 7 cộng 6 là 13 đến cái vị trí này. Đó, các bạn lưu ý mình cái này thôi. Và mình làm ở cuối hàm là có số mức 0 là nó sẽ tắt. Là nó sẽ sáng như kiểu này nè, sáng một lần đây, xong rồi qua đây thì cái đây bên này nó sẽ tắt và bên này sẽ sáng, cứ như thế. Bên này cái cột thứ hai sáng xong rồi đó, đến cột thứ ba sáng thì cột thứ hai sẽ tắt, như vậy đó. Ok, tiếp theo mình là cái phần này làm cho là nó sẽ phần hiển thị chữ. Ok, giờ mình sẽ cho nó chạy.
mình đang cho nó hiển thị chữ A này, còn đây là chữ B nha. Có thì mình vẫn để ở một cái bên, ở phần miêu tả các bạn có thể lấy để sử dụng. Hoặc có thể mà các bạn nhìn vô đây bạn chip cũng được để luyện luôn. Ok, bạn vào đây. Rồi, nó hiện chữ E đúng theo yêu cầu của mình luôn. Yêu cầu chữ E này. Giờ mình sẽ cho các bạn coi cái phần viết led. Bạn chỉ cần giảm cái độ này xuống là 100% đây, các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Thấy chữ E này, đó, một vàng chữ E không? Nó ghi đúng một vàng chữ E luôn. Đó, thấy không? Hay không? Sẽ viết từ này. Ok. Tiếp theo là bạn làm để bạn dựa trên cái phần mềm clip me trần á để tạo ra một dãy chữ clip thế này. Ở đây mình làm một bảng chữ cái từ A đến Z và con số từ 1 đến 0 và dấu cách. Bạn có thể thêm vào chữ ở chữ cái thường cũng được, nhưng mà mình làm như đây thôi. Bạn dựa trên cái của trên clip phần mềm nhé. Sau khi mà clip phần mềm xong á, xong rồi thì bạn làm đây cho mình. Đây là tổng cộng mình làm khoảng 37 cái từ A đến Z và từ 1 đến 0 và có thêm dấu cách nữa thì nó như thế này. Rồi bạn thực hiện có như thế này. Nếu bạn chưa hiểu á thì mình khuyên bạn lên viết ra giấy. Viết ra giấy thì bạn sẽ hiểu những cái chuỗi này nè. Nó rất là đơn giản. Viết ra giấy là sẽ làm được. Ok, còn có gì thắc mắc thì mình làm. Các bạn cứ hỏi mình. Giờ phải chờ chạy. Ok, bạn này code vào. Cho chạy nó sẽ hiển thị là A B C D E F này. Đó, bạn kiểm tra thử xem có ký tự nào bị lỗi không trong quá trình bạn làm đó. Ở đây thì mình kiểm tra thì chưa thấy lỗi gì hết. Đó, chưa thấy lỗi gì. Ok, đã hoàn thành xong. Ok, tiếp theo là mình sẽ làm phần chạy một chữ. Mình sẽ cho nó chạy chữ kiểu dịch chuyển thế này, dịch chuyển từ phải sang trái, dịch chuyển như thế này này. Ok, mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây, và phần hiện chữ á thì mình đã làm xong một hàm thế này. Giờ phần chạy một chữ thế này đây. Như thế này á thì hàm thế này á thì bạn viết ra giấy là sẽ làm được. Mình khai báo một cái hàm như thế này. Bạn nhớ bạn viết ra giấy là được à. Và tốc độ, một cái tham số nữa là tốc độ chạy chữ. Bạn cần cho nó càng nhiều thì tốc độ nó chạy càng nhanh. Ok, tốc độ càng
bệnh cho càng nhiều á thì tốc độ nó chạy càng chậm nha. Quên quên mình có làm. Bây giờ mình đang chạy cho nó đang chạy chữ E. Đúng chữ E không? Cái này. Rồi mình sẽ xuất code. Xuất file head. Nếu các bạn có thắc mắc cái gì đó, thì có thể liên hệ và hỏi mình trên đặt cái câu hỏi cho phần bình luận đó, mình sẽ trả lời cho các bạn. Hoặc nếu khó khăn trong quá trình làm đó, thì cứ gửi tin nhắn qua Facebook thì mình sẽ hỗ trợ luôn. Ok, mình sẽ chạy luôn. Có thì mình đều đỡ. Mình để ở phần miêu tả, các bạn có thể đến và tham khảo. Chạy như thế này à, chạy chữ A, chạy một chữ rồi. Tiếp đến thì mình sẽ cho phần chạy cái câu. Ở đây các bạn lưu ý cho mình là xin mã hiển thị nè, mình sẽ hiển thị cái câu như thế này. Bạn chuẩn bị cho mình những từ như thế này. Cái này thì code mình đều đã ở phần miêu tả, các bạn có thể lấy và coi. Ok, mình có tạo một hàm nữa là một hàm đây. Hàm chạy full chữ. Mình sẽ hiển thị khỏi luôn. Mình cho nó hiển thị là kênh của mình này. Bạn nên viết trong những chữ như thế này nè. Nếu mà bạn muốn mở rộng thêm á thì bạn có thể thêm vào. Viết thêm chữ thường, có thể thêm chữ thường vào cũng được. Thêm ký tự vẫn có thể thêm ký tự được, nếu bạn ghi vô và bổ sung thêm trên này, như bổ sung ở chỗ này nữa là được. Ở đây thì mình chưa bổ sung, mình là làm đủ phần cái mình mong muốn thôi. Ok, giờ cho chạy nè. Xuất file. Có đây thì bạn cũng chỉ cần viết giấy ra và viết giấy. Những dòng này bạn chỉ cần viết giấy ra là bạn sẽ hiểu. Làm từng dòng một nó sẽ hơi dài nhưng mà nó sẽ làm cho bạn hiểu, bạn sẽ hiểu được cái vấn đề của nó. Ok, đây là chữ nè, chữ M, chữ N, cái một và chữ D, chữ M, đúng luôn. Bây giờ nó có một cái nhược điểm là nó không có một dấu cách thế nào. Mình sẽ giải quyết vấn đề đó bằng cách của mình. Ok, đây là cái phần có chạy phun chữ hoàn thiện luôn. Ở đây thì mình có thêm một câu lệnh ở phần chạy phun như thế này thôi, mình chỉ thêm vô đây thôi và chết thế này. Mình sẽ giải thích cái phần này. Khi mà nó chạy đến cái phần cuối chữ á, mình sẽ giải thích sơ qua. Đây là khi nó chạy đến cái phần cuối chữ, nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống nữa để biết được là có dấu ngắt của một câu như thế này. Ok, rồi xin nó sẽ chạy cái chữ dấu cách đó. Khi chạy về cuối một câu á, cuối một câu như thế này là chữ hello này, nó sẽ cuối cái tờ đàn nó sẽ có một dấu cách. Mình sẽ làm kiểu đó. Và 36 ở đây á, ký tự này, cái tham số của nó này, 36 đây này là tham số của dấu cách đây, nó đứng vị trí thứ 36. Hết rồi, bạn nào có trò chạy. Còn nếu mà còn thắc mắc á thì bạn cứ viết lấy giấy nữa là sẽ làm được rồi. Ok, mình sẽ trò chạy. Mình đã giải quyết được cái vấn đề của mình rồi, mình sẽ trò chạy. Từ hello, H E
Rồi bạn thấy nó có một dấu cách này. Một cách là tiếp nè. Ok.